ăn cái gì vậy? Dạ, em chào thầy, em chào cô. Em mời thầy với cô vô chơi chung với tụi em nha. Oanh, thầy nghe nói chủ đề tối nay là tiền Halloween mà. Đâu có đâu cô, ai mà làm vậy kỳ quá trời luôn á, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa, nhưng mà hôm nay cô hóa trang thành nhân vật gì vậy? Thì cô làm Maleficent. Trời ơi, mặt liệt vì sư. Cái này là mã lệ phi xuân thì có. Ủa, bộ không giống sao? Cô có mắt xanh nè, môi bầm, xong rồi má nâu nữa. Mấy tiếng đồng hồ trang điểm của cô đó. Ủa thầy, mà thầy hóa trang thành cái gì mà sao em thấy thầy nó hơi kỳ kỳ ha? Ủa em nghĩ thầy là cái gì? Thì thầy là nhân vật đó đó. Mắt cà sông. Đúng, nhìn giống mắt cà sông quá. Ủa, mà sao hôm nay thầy chỉ xuất hiện ở ổ nhìn nhận của tụi em vậy? Đã vậy còn hóa thân thành Dracula nữa chứ. Thầy có biết là thầy khiến nhiều người muốn dâng máu lên cho thầy đó mới thầy. Đủ rồi. Kính thưa thầy, kính thưa cô, dù gì thì thầy với cô cũng đã đến đây rồi, thì ở lại chơi với tụi em. Chứ thầy với cô mà quê, bỏ đi về luôn thì tụi em buồn, tụi em khóc. Thôi, đủ rồi. Bây giờ mời thầy với cô đi vô trong chơi với tụi mình đi. Em mời thầy với cô nha. Buổi tiệc chỉ được kéo dài đúng một tiếng đồng hồ. Sau đó, cúp toàn bộ hệ thống điện, đuổi hết tất cả đi về. Nói với thầy giáo là hãy tự mà sắp xếp đi. Thầy bác quầy thầy ơi. Muốn nghe bài gì? Anh mở live show cho em luôn. Wow. Thôi, hay là tối nay anh xong cái với em đi. Trời. Tiết mục ca nhạc là phải giữa đêm. Ngay lập tức. Vâng anh. Ê đừng, đừng uống. Ăn hoa quả này. Ăn hoa quả. Trời ơi, thì đứng đây làm cái gì nữa. Trừng mắt nhìn cái gì muốn khóc máu tụi hả? Quả, ăn hoa quả tốt hơn. Thôi bảo ăn thôi, để tôi ăn cho. Đi ăn tươi nè. Quả bên kia xử lý, ăn kia liền. Không chủ nó vậy đâu. Xử lý ăn kia, nhanh lên. Ăn rồi, kệ đi, để cho hai bà ăn. Mua nước đi. Nè. Quanh, bằng tin như vậy á, không có trời để chơi hết trơn hả? Thì thầy muốn chơi cái gì thì có cái đó chơi. Cái gì vậy? Học sinh quỷ. Và trò chơi của buổi tối ngày hôm nay có liên quan đến rổ trứng này. Mọi người sẵn sàng chưa? Cố lên. Đúng rồi. Thầy ơi, cố lên. Thầy ơi, anh xin quỳ cho mọi người. Đi. 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 Đi
thầy ơi, lựa đi thầy ơi. Lựa chuẩn đi thầy. Thôi, ôi. Cái này nhá. Quả này nhìn dạ. có vẻ ngon này thầy. Đập đi. Đập đi thầy. Mặn thầy. Đập đi. Đập. Ông vào đi. Vô ra ăn đi. Vô chơi với thầy nè. Anh lĩnh quá nè. Lĩnh thôi đi. Anh lĩnh thôi, thôi đi. Thầy cố lên thầy. Đếm đi, đếm đi. Mọi người đếm đi. Quýnh tù thì ra cái gì, ra cái này. Đập mắt cả đồng đi. Đập thầy đi. Đập thầy đi. Đập nhanh, đập nhanh, đập. Yeah. Đi đây, để thầy làm cho. Ở luôn, ở luôn. Trời ơi, là cuối cùng nè. Anh cầm hộ. Anh phải thua lịch. Anh làm cái gì sao anh lấy trứng giờ anh tủ xì đi. Anh Sang cố lên nha, anh Sang cố lên, cố lên. Em nói mọi người đếm, 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 đếm. Anh tủ xì ra cái gì, ra cái này. Hay quá. Lựa chọn sáng suốt lên anh ơi. Để em được. Cái này đi. Được rồi, ông đập đi. Anh là trứng chín. Không sao đâu, anh lĩnh ơi. Nó sao đâu. Đập đi anh. Trứng xong. Là cô gái hay mộng mơ. Xinh đẹp như tiên giang trần. Người đã khiến tôi thẫn thờ. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu anh từ lâu anh biết chẳng giống mấy cô người mong. Chẳng son phấn tô sắc màu. Em giản dị theo cách riêng. Chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng đôi môi thắm duyên nụ cười. Yêu anh từ lâu anh biết chẳng. Thôi thì là duyên nếu người thuần thì tôi sang. Chuyện nhà cha xin được nên vợ chồng. Thương em để lâu hoa thêm màu sầu. Hãy nói ra cho hết đau đầu. Anh chị với thầy nha. Thôi thì là duyên nếu người thuận thì tôi sang. Thưa chuyện nhà cha xin được nên vợ chồng. Thương em để lâu hoa thêm màu sầu. Hãy nói ra cho hết đau đầu. Cúp điện ngay. Đuổi hết tất cả đi đi. Hãy nói ra cho hết đau đầu. Alo. Ông nói thiệt hả? Rồi 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 tôi hiểu rồi. Để tôi tính. Nè. Cái gì vậy trời hả? Hết hồn. Có phải Nguyễn Cát show diễn của tôi không? Chủ hả? Trời ơi,
Tính con chủ kỹ tính khó, tính linh hoạt từ trước giờ mà. Thầy nè, tập làm quen từ từ đi. Cô phải để thời gian cho tôi suy nghĩ chứ. Cái gì? Thời gian á? Một tuần cộng thêm hôm qua nữa là đủ 8 ngày, tính luôn thứ bảy chủ nhật mà không có thời gian hả? Hết thời gian rồi, chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Tôi muốn gặp ông Nguyễn. À, từ đầu nói câu này mới đỡ mất thời gian không? Trời, tôi thích nhanh gọn lẹ rồi đó. Cái thích thì chịu. Nhanh lên con, nhanh lên. Ha ha, này em ơi, đến đây chơi với anh. Nhanh ra, đừng sợ, ba sẽ bảo vệ con. Ông chủ quay thủ, ông hết ta rồi. Đến ra. Mẹ ơi Quân!
Không được. Lớp MKT8 sĩ số cố định. Làm sao tôi muốn nhét ai thì nhét. Cái đó phải coi lại năng lực của thầy nghe. Chuyện này vượt quá quyền hạn của tôi. Tôi không làm. Thầy biết tôi là ai mà. Tôi muốn là được. Ủa? Vậy em còn tìm tôi làm gì? Ba, ba vừa phải thôi chứ. Ba cho ông Quang đi theo con khắp nơi. Bây giờ, ổng còn vô tới trong lớp.